từ cái hôm mà mình qua tư vấn đó chị, thì mấy bạn tư vấn cũng như các bạn chuyên viên á có hỗ trợ cho mình nhiệt tình và cũng như là về nhà có nhắc nhở mình thêm không chị? Có, lúc mà ban đầu chị đến thì cũng tư vấn nhiệt tình nên chị an tâm. Sau này họ khi mà chị làm điều chỉnh rồi, trong quá trình chị làm thì cũng có gọi chị, nhắc chị, thì dạ, chị thấy rất là ok luôn. Dạ, thì em rất là cảm ơn chị. Thì em xin gửi lời chúc đến mình á là làn da của mình sẽ luôn sáng mịn và trẻ đẹp nha. Dạ, nếu mà mình cảm thấy hài lòng thì có thể là giới thiệu thêm những khách hàng cũng như là bạn bè ở công ty đến với thẩm mỹ viện Ula em nha chị. Chắc chắn rồi, em chị làm hài lòng nên chị muốn tự tin để đối diện cho mọi người đến. Dạ rồi, em cảm ơn, em không phiền chị nữa nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ.